thử cho ếch khổng lồ ăn thịt rết khổng lồ thì sẽ như thế nào. Chuyện là mình có nuôi con rết, định để hôm nào rảnh rảnh cho cá rồng nó ăn, mà sau nay ra xem thì cái hộp nuôi rết nó rớt vô hồ cá luôn, rồi con rết nó ngủ luôn. Nó ngủ rồi thì bây giờ mình sẽ đưa cho cái con bullfrog của mình ăn ha. Các bạn xem cận cảnh con rết nè, trên đầu nó sẽ có hai cái râu dài chĩa ra phía trước, còn đây là hai cái nanh độc của nó nè, nơi tiết ra nọc độc và là một món vũ khí lợi hại của loài rết ấy. Nó ngủ mình mới dám cầm như thế này, chứ nó mà thức nó cắn một cái khóc tiếng sao quả luôn á. Bây giờ thì thử đút cho cái con bullfrog ăn nè. Rồi con này nó chơi luôn các bạn ơi, nó không có chịu ăn rồi. Chắc có lẽ là nó mới về nhà nên là nó còn hơi nhát. Nếu nó không ăn thì thôi cho nó nhịn nha. Đối với ếch sai lớn như thế này thì nhịn đói vài tuần với nó là chuyện bình thường. Đừng có ép nó ăn, nó sẽ chết bỏ ăn là toàn luôn á. Ếch nó không chịu ăn thì mình ra cho cá ăn thôi. Sẵn thì quay lại mấy cái con cá săn mồi của mình nữa nè. Lâu lâu quay lại cho các bạn xem, bây giờ nó cũng bự phết đó chứ. Cho cái con cá la hán ăn một miếng nữa. Rồi cuối cùng thì là cái hồ cá ngăn lông cũng được hưởng cá ăn tí. Như thế là xong một cái giấc ngủ của con rết rồi đó.